Xin chào các bạn. Thay đổi hình nền điện thoại luôn là một điều khiến cho chúng ta, những người dùng công nghệ hàng ngày cảm thấy thích thú. Thay đổi hình nền không chỉ giúp đem lại sự tươi mới cho chiếc điện thoại của bạn mà còn phần nào đó nói lên cả cá tính của con người bạn nữa. Do đó mà nhiều bạn sử dụng điện thoại Android thì việc tải ngay một ứng dụng hình nền đẹp sau khi mua máy là một điều thường xuyên làm. Tuy nhiên thì với thực trạng là đang tồn tại hàng trăm hàng nghìn ứng dụng hình nền trên chợ ứng dụng Google Play sẽ khiến cho bạn cảm thấy khá là bối rối và khó lựa chọn. Nếu như bạn đang rơi vào tình huống này thì clip ngày hôm nay của Hà Thu chính là dành cho bạn. Và sau đây sẽ là những đề cử của Mac Channel về top ứng dụng hình nền đẹp cho hệ điều hành Android mà bạn có thể tải về ngay lập tức. Trưng dành cho hệ điều hành Android thì Google cũng đã cung cấp thêm ứng dụng thay đổi hình nền chính chủ cho điện thoại. Dù rằng thực sự thì ứng dụng này mình cảm thấy là không được nổi tiếng cho lắm bởi đã được phát hành từ khá lâu nhưng mà số lượng tải của nó thì vẫn chưa đạt được 5 triệu lượt. Tuy nhiên đây vẫn là một ứng dụng khá hay và hữu ích cho việc cung cấp các hình nền đẹp cho chiếc điện thoại Android, thậm chí là cả các hình nền động thông qua các chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó thì đây cũng là một ứng dụng chính chủ Google nên là bạn có thể hoàn toàn yên tâm về việc không bị chèn quảng cáo cũng như là các ứng dụng Android khác. Các chủ đề hình ảnh được sắp xếp một cách trực quan và bìa chủ đề thì được thể hiện bằng các hình ảnh đẹp nên là người dùng có thể cảm giác muốn nhấn vào ngay lập tức. Ứng dụng hình nền này cũng rất là linh động khi mà được tùy biến đến mức cho phép điện thoại có thể tự động đổi sang hình nền mới có sẵn trong một chủ đề đã được chỉ định trước. Một điểm mạnh nữa của kho hình nền Google chính là việc cập nhật một cách liên tục nên là bạn sẽ không cần phải lo lắng về sự tươi mới của ứng dụng này. Tuy nhiên điểm trừ là ứng dụng này đã thiếu mất một chức năng tìm kiếm nên bạn sẽ rất khó để có thể tìm được ngay chủ đề của hình ảnh phù hợp với tâm trạng của bản thân. Ngoài ứng dụng hình nền chính chủ của Google thì Pixel cũng là một ứng dụng hình nền chất lượng cao chạy điều hành Android. Tuy ứng dụng này thì không được tùy biến sâu như những ứng dụng của Google trong việc cho phép điện thoại tự động thay đổi hình nền, nhưng mà điểm mạnh của Pixel nằm ở việc các hình ảnh trong các ứng dụng này thì được gắn kết với nhau qua các tag khác nhau, giúp cho bạn có thể ngay lập tức tìm được những chủ đề hình ảnh phù hợp mà không cần phải mất công mò mẫm trong các chủ đề như là ở Google. Dĩ nhiên thì những ứng dụng này vẫn được sắp xếp các hình ảnh của nó theo một thứ tự, một chủ đề và các hình ảnh thì được duyệt theo dạng thumbnail nhưng mà bạn cần phải ấn vào nút tải về để hình ảnh có thể xuất hiện đầy đủ trên thiết bị. Pixel cung cấp khá tùy chọn cài đặt ảnh nền cho nhiều mục đích khác nhau như là cài đặt là màn hình chính này, màn hình khóa, ảnh nền cho số điện thoại. Bên cạnh đó thì ứng dụng cũng cho phép bạn gắn kết yêu thích vào bất kỳ hình ảnh nào trong đó để có thể tập hợp và sử dụng lại sau này mà không mất công tìm lại. Đây cũng là một điểm cộng lớn cho Pixel bởi khả năng yêu thích thường chỉ được áp dụng cho các tài khoản đăng ký sử dụng mà thôi. Seven Phone là ứng dụng hình nền đầu tiên cung cấp các tùy chọn yêu cầu người dùng phải đăng nhập vào ứng dụng. Tuy nhiên thì thực sự điều này cũng không cần thiết cho lắm. Bỏ qua sự phiền phức ban đầu này thì Seven Phone cũng là một ứng dụng ảnh nền chất lượng cao cho Android khi mà cung cấp một công cụ lọc tìm kiếm ảnh nền khá mạnh thông qua việc tìm kiếm bằng màu sắc cụ thể. Cũng như phần lớn các ứng dụng hình nền hiện nay thì Seven Phone cung cấp hình ảnh theo dạng chủ đề khác nhau, trong đó thì bao gồm cả ảnh động. Bên cạnh đó thì giống như các ứng dụng hình nền của Google, Seven Phone cũng được tùy biến khá sâu khi cho phép các thiết bị có thể tự động thay đổi hình nền theo dạng chủ đề hoặc tập hợp ảnh đã được người dùng gắn nhãn yêu thích trước đó. Nếu bạn đăng ký một tài khoản sử dụng trên ứng dụng này thì bạn sẽ được phép tải các hình ảnh đẹp của bản thân lên máy chủ của Seven Phone để có thể chia sẻ với nhiều người dùng khác nhau cũng như là được phép gắn nhãn yêu thích hoặc là căn chỉnh hình ảnh sao cho phù hợp với màn hình điện thoại của mình. Cũng giống như Seven Phone thì Background HD cung cấp tùy chọn cho phép người dùng có thể tạo tài khoản để đăng nhập vào ứng dụng. Nhưng mà các tùy chọn khi mà không đăng ký tài khoản của ứng dụng này thì có vẻ như là ít hơn và sẽ khiến cho người dùng cảm thấy khá khó chịu. Background HD thì không cung cấp duyệt hình ảnh theo các dạng chủ đề cụ thể. Thay vào đó thì nó lại cho phép sắp xếp hình ảnh theo các thẻ tab như là mới nhất này, được yêu thích nhất hoặc là hot nhất trong ngày. Thẻ tab phổ biến sẽ sắp xếp hình ảnh được tải về nhiều nhất theo các cán mốc thời gian như là hàng ngày, hàng tháng hoặc là hàng năm. Dù sao thì điều này cũng được giải quyết bằng một nút tìm kiếm ở ngay trên cùng của màn hình ứng dụng, giúp bạn có thể tìm được ngay ảnh nền phù hợp. Bên cạnh đó thì bạn cũng có thể tạo một tài khoản để đăng nhập vào ứng dụng khi mà bạn sẽ được hưởng một số quyền lợi khác như là để lại bình luận trên hình ảnh hoặc là tải các hình ảnh riêng của bản thân. Wallpaper HD thì cũng cho phép người dùng có thể sử dụng hình ảnh làm màn hình chính này, màn hình khóa và hình ảnh hồ sơ cá nhân trên thiết bị.
Trên đây là những đề cử của Mắt Channel về một số ứng dụng hình nền đẹp cho chiếc điện thoại Android. Bạn có ý kiến gì về video này hoặc muốn chia sẻ thêm những ứng dụng hình nền nào khác, hãy để lại ở phần comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mắt Channel.